Je suis en route pour l'interviewer Arnaud, ça fait 10 ans qu'il vit au Vietnam et croit. Du khách Pháp nói, Việt Nam là một quốc gia cộng sản nhưng thật sự tự do và an toàn hơn cả Pháp. Tôi sẽ sống ở Việt Nam và không muốn quay trở về Pháp nữa. Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự hào Việt Nam. Các bạn thân mến, anh chàng mình vừa giới thiệu là Mr. PUSS, một YouTuber người Pháp đã đến Việt Nam. Anh ấy đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với một người bạn Pháp của mình, người đã định cư tại Việt Nam 10 năm. Anh ấy đã kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam và có một công việc kinh doanh riêng tại đây. Video của anh ấy có tiêu đề Ano, ở Việt Nam 10 năm và không còn ý định sống ở Pháp. Video này khá dài, hơn 1 tiếng đồng hồ. Kênh Tự hào Việt Nam sẽ tóm tắt những nội dung chính trong video này nhé. Bạn nào hiểu tiếng Pháp và muốn xem chi tiết hơn, có thể xem qua link ở phần mô tả. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem lý do anh chàng công dân Pháp này định cư ở Việt Nam 10 năm mà không muốn về Pháp nữa là gì nhé. Mở đầu video, anh giới thiệu, tên tôi là Ano Canut, tôi là người Pháp. Cách đây không lâu, tôi rời nước Pháp và đã định cư ở Việt Nam 10 năm. Tôi đã có tất cả. Tôi ở tại một thành phố miền trung của Việt Nam, và điều thú vị là đây từng là nơi ở của các hoàng đế, cũng chính là thủ đô của Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1945, đó là Huế. Tôi đến từ ngành khách sạn và ăn uống. Tôi đã thành lập nhà hàng riêng của mình ở Pháp, nhưng sau khi ở Việt Nam 1 tháng rưỡi, tôi đã có một quyết định triệt để. Tôi đã giao bán nhà hàng của mình ở Pháp sau 4 tháng và 1 tháng sau đó, tôi đã ở trên máy bay để rời khỏi thành phố rực rỡ. Mr. PUSS đã hỏi Ano Canut, quá nhanh, để bạn chỉ có 1 tháng để yêu đất nước này và quyết định bỏ tất cả, để đến đây lập nghiệp. Bạn có thể giải thích cho chúng tôi điều gì khiến bạn yêu Việt Nam, nhiều đến thế để đưa ra quyết định này không? Ano trả lời, khi tôi còn trẻ, tôi đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Ấn Độ, và tôi đã do dự về việc định cư ở một nước châu Á. Tôi cũng từng sống ở nước ngoài, ở Anh, và đúng là tôi thích làm việc trong môi trường nhà hàng ở đó. Nhưng cuộc sống quá yên tĩnh, bình yên và không có căng thẳng. Nhưng ở Việt Nam, cuộc sống rất vui, khi được gặp mọi người, bạn bè, và tôi như phải thay đổi chương trình của mình, để thích nghi với các sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Điều đó khiến tôi cảm thấy hứng thú. Vì vậy, Việt Nam tốt đẹp đến nỗi tôi ngay lập tức quyết định định cư tại đây. Khó khăn đầu tiên mà tôi gặp phải là vấn đề visa. Câu hỏi tiếp theo của Mr. PUSS, bạn đã kết hôn với một người Việt Nam. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Rõ ràng có sự khác biệt văn hóa. Bạn có gặp khó khăn gì liên quan đến điều đó không? Ano trả lời, cô ấy là một đầu bếp quyến rũ. Vâng, có sự khác biệt về văn hóa, đặc biệt là lúc đầu. Tôi yêu văn hóa Việt Nam, đó là lý do tại sao có lẽ tôi cảm thấy thoải mái ở đất nước này. Vì vậy tôi không cảm thấy có nhiều khó khăn và thích nghi dễ dàng hơn. Vợ tôi nói tiếng Anh, và tôi để con trai mình nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Nó mới 5 tuổi rưỡi nhưng đã có thể nói được 3 thứ tiếng. Ano cũng chia sẻ thêm, nói đúng ra, bạn mất nhiều thời gian để thích nghi với giao thông ở đây hơn. Có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, nhưng lái xe máy rất thú vị. Có vẻ như chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nghe hai tài xế ô tô trò chuyện với nhau như khi lái xe máy. Bảo hiểm y tế tại Việt Nam cũng rất rẻ. Vì vậy, bạn có thể thử lái xe máy xem. Tiếp theo, Mr. PUSS hỏi Ano Canut một câu hỏi. Bạn có cảm thấy ở Pháp tự do hơn Việt Nam so với luật pháp hiện hành? Nói chung, không. Tôi cảm thấy thậm chí còn tự do hơn khi ở Việt Nam. Khi dịch bệnh Covid diễn ra, Việt Nam là một nơi tốt để ở, và tôi nghĩ đó là một trong những quốc gia tốt nhất ở châu Á để ở, trong thời điểm đó. Tôi nhớ năm 2021, với tôi đó là một cuộc sống thực sự bình thường, chúng tôi chỉ cần đeo khẩu trang và có thời điểm phải ở trong nhà 1 tháng. Gia đình tôi chỉ ở nhà và nấu ăn. Tiếp theo, Mr. PUSS hỏi Ano Canut nói về đồ ăn Việt Nam, tôi thấy bạn rất yêu ẩm thực Việt Nam, vậy có nhớ ẩm thực Pháp không? Món ăn Việt Nam là sự pha trộn giữa ẩm thực Pháp và ẩm thực châu Á, nên tôi cảm thấy Việt Nam đã làm ẩm thực theo cách của họ. Đến đây mỗi ngày, tôi là một người đàn ông hạnh phúc. Tôi vẫn thường làm các món ăn phong cách Pháp cho các con của mình. Và câu hỏi cuối cùng, Mr. PUSS muốn hỏi Ano Canut, vậy, nếu Ano Canut, nếu bạn quay trở về thời điểm trong mấy năm trước chưa về Việt Nam, bạn sẽ nói gì về Ano trước đây? Đó là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi mình. Thật không may, tôi không muốn quay lại quá khứ, nhưng nghiêm túc mà nói, nó giống như Việt Nam đã phát triển siêu nhanh. Tôi nghĩ tôi đã rời đi quá muộn so với tiềm năng mà họ có trên đất nước này. Nhưng đúng là tôi đã nghĩ rằng, nếu đến sớm hơn 5 năm và làm công việc trong ngành du lịch khách sạn, thì có ít sự cạnh tranh hơn vì lúc đó có rất ít sự quan tâm. Nó dễ dàng hơn nhiều nhưng cũng ít mạng xã hội hơn một chút. Tôi đã tự hỏi câu hỏi này trước khi bạn hỏi tôi. Nhưng tôi tự nhủ, nếu tôi đến sớm hơn, thì tôi không thể gặp được vợ tôi, và bây giờ sẽ không có con trai tôi.
Bạn thấy đấy, chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ tốt hơn nếu được quay trở lại quá khứ. Giấc mơ của con người không bao giờ là giấc mơ cuối cùng, nhưng hãy trân trọng hiện tại. Đó là nội dung chính trong màn phỏng vấn của anh chàng người Pháp tên Arnaud Carnot, đã định cư ở Việt Nam 10 năm. Vậy nên, netizen Pháp đã nói gì khi xem được màn phỏng vấn này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Tôi đang sống ở Marseille. Khi xem video này, tôi thật sự ấn tượng với Việt Nam. Đất nước này không chỉ an toàn mà còn mang đến cảm giác tự do tuyệt vời. Sau những chia sẻ thú vị, tôi đã quyết định sẽ đến thăm Việt Nam vào cuối năm nay để trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời mà nơi đây mang lại. Không thể chờ đợi hơn nữa. Lời chào từ Lyon. Tôi đã đến Việt Nam 3 tháng trước và thật sự ấn tượng với con người nơi đây. Họ rất thân thiện và cởi mở. Sự tự do ở Việt Nam mang một cảm giác rất khác so với Pháp. Ở Pháp, thời gian gần đây, tôi cảm thấy tự do đi kèm với nỗi lo sợ khi các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra và đôi khi trở nên quá khích, phá hoại các cửa hàng, khiến công việc buôn bán của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Việt Nam thật sự mang lại một cảm giác yên bình hơn. Bạn nói đúng rồi, ở Pháp tình trạng bạo loạn và biểu tình diễn ra thường xuyên, gây chia rẽ đất nước và làm mất đi niềm tin của người dân đối với chính phủ. Những sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh, mà còn gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày và công việc kinh doanh của nhiều người. Tôi đã sống ở Pháp hơn 20 năm, và nhận thấy chăm sóc y tế cho người già ở đây rất tồi tệ, đặc biệt là trong những thành phố xảy ra biểu tình, bạo loạn. Ngay cả ngành y tế cũng bị ảnh hưởng, nhiều người trong ngành tham gia vào các cuộc biểu tình, dẫn đến thiếu hụt nhân lực chăm sóc y tế và không quan tâm đúng mức đến người bệnh. Điều này hoàn toàn khác với Việt Nam, nơi hệ thống y tế được chăm sóc tốt hơn và không có tình trạng biểu tình hay bạo loạn trong ngành y tế hay các ngành khác do nhà nước quản lý. 4 tháng trước, tôi đã ở Hà Nội, buổi tối người dân ăn uống, đi dạo rất đông đúc và cảm giác an toàn vô cùng. Rất nhiều khách du lịch như chúng tôi cũng có mặt, tạo nên một không khí nhộn nhịp và vui vẻ. Ước gì ở Pháp cũng tự do như vậy, không có cảnh biểu tình hay bạo loạn, không có những cuộc đấu đá giữa các đảng phái như đảng cực hữu, cánh tả hay cực tả, sống trong sự yên bình thật là đáng quý. Người dân Việt Nam thật sự rất thân thiện và cởi mở. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là họ không hề có sự ghét bỏ hay thù oán gì với người Pháp, dù lịch sử đã từng ghi nhận việc Pháp xâm chiếm và đô hộ Việt Nam trong một thời gian dài. Tôi đã có cơ hội trò chuyện với nhiều người Việt Nam và họ luôn thể hiện tinh thần hòa bình, hướng tới tương lai và không quá đặt nặng những hận thù từ quá khứ. Thực tế này khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng và càng trân trọng hơn tình cảm mà họ dành cho những người ngoại quốc, trong đó có người Pháp như chúng tôi. Ban cố vấn tuyệt vời Mr. P.U.S.S. Tôi sẽ theo dõi các video của bạn. Tôi nóng lòng muốn quay lại Việt Nam, và tại sao tôi không gặp được những người tốt như bạn hay Arnaud? Thật tuyệt khi được nghe những lời chứng thực tích cực, chứ không phải tất cả những lời sáo rỗng tiêu cực. Có một thứ khác biệt ở Việt Nam, như một thế giới khác, những điều không tồn tại ở Pháp. Nếu tôi đến Huế, tôi sẽ gặp Arnaud Carnot và bạn. Chúc may mắn và cảm ơn bạn vì video này. Đúng là nếu bạn thực sự muốn biết Việt Nam, bạn phải gặp những người sống như người Việt Nam. Cũng đúng là chuyến thăm Việt Nam khiến chúng tôi suy ngẫm về cuộc sống của mình ở Pháp. Tôi nhận ra mình trong câu chuyện cá nhân của Arnaud Carnot. Xin chào và rất thú vị. Tôi đã học được rất nhiều điều vì tôi thực sự muốn định cư ở Việt Nam. Cảm ơn bạn. Lương hưu ở Việt Nam của anh ấy sẽ là bao nhiêu? Và anh ấy sẽ xoay sở như thế nào để chi trả cho bảo hiểm y tế hàng năm, vốn đã ngày càng cao theo tuổi tác? Hầu hết các quốc gia không có lương hưu do chính phủ cung cấp, chứ đừng nói đến trên xã hội. Nhưng họ biết cách quản lý, vì họ không tự mình kết thúc trong tuổi già một cách cô đơn và thiếu thốn. Bảo hiểm y tế không nên là một trở ngại cho cuộc sống. Arnaud Carnot sống cuộc sống tốt nhất của mình khi ở Việt Nam, một cuộc sống mà anh ấy không bao giờ có được khi ở Pháp. Khi bạn không sống cho một hệ thống phụ thuộc vào sợ hãi, bạn tự có cách để thành công trong khi vẫn an toàn và hạnh phúc. Trước mỗi lần xa xứ, bạn cần cân nhắc những ưu và nhược điểm, và xem liệu bạn có thể thích nghi và sống cho một hệ thống khác nhau mà vẫn hạnh phúc và an toàn hay không. Chúng tôi không nhận ra một điều là ở Pháp, hệ thống của Pháp rất căng thẳng. Chúng tôi sống chỉ để chi trả các hóa đơn, trong khi đó chúng tôi nộp thuế cho một chính quyền quái dị chỉ trả lương cho công chức và chỉ muốn thêm các công việc mới để lấy thêm tiền từ người dân chúng tôi. Cuối cùng là giữ lại các nhà thuốc hoạt động chỉ để làm giàu cho ngành kinh doanh dược phẩm. Thật điên rồ. Họ không nói tiếng Pháp và nói về chiến tranh. Sao không? Chiến tranh đã từ rất lâu rồi. Chúng tôi không nói tiếng Đức ở Pháp. Tôi không đùa đâu. Tuy nhiên, tôi thấy một số người nói tiếng Pháp ở Lào, nên tôi cho rằng người ta nói tiếng Pháp ở Việt Nam. Rất rất ít người nói tiếng Pháp ở Việt Nam. Những người lớn tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội, nói chung nói tiếng Pháp tốt. Bạn không thể so sánh. Việt Nam là thuộc địa của Pháp trong 150 năm, trường học ở các thành phố lớn đều bằng tiếng Pháp. Không hẳn.
Trong 3 năm tôi ở Việt Nam, tôi chỉ gặp một số ít người Việt nói tiếng Pháp. Sau này thì tùy các bạn trẻ. Tất nhiên, ngoài các trường như ID khác viện trao đổi văn hóa với Pháp thì sẽ nói tiếng Anh, nhưng tôi gặp rất nhiều cụ già, trên 70 tuổi nói tiếng Pháp rất tốt vì họ đã từng được học tiếng Pháp, trong thời gian Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp. Vì vậy, tất cả ông bà của vợ tôi đều nói tiếng Pháp rất tốt. Bạn đã ở khu vực nào tại Việt Nam? Người Pháp đen mà sống với sinh sản. Tôi phải chạy trốn cộng sản. Tôi nghĩ đã lâu rồi các bạn mới đến Việt Nam. Tôi thích sống ở Việt Nam ngày nay hơn 1 triệu lần so với ở Pháp, và có hàng ngàn người trong chúng ta nghĩ như vậy. Mọi thứ đang thay đổi rõ ràng. Bạn đang sống trong quá khứ. Ha ha, bạn có thể nói bất cứ điều gì. Bạn không biết gì về Việt Nam hay tôi. Như tôi đã nói, tôi không biết gì về bạn, nhưng tôi biết rõ về Việt Nam và tôi cũng biết rõ về Pháp. Vâng, thật thú vị khi nghe những công dân Pháp nói về việc sống ở một quốc gia cộng sản, nhưng lại thấy tự do hơn một đất nước châu Âu. Các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.